sống, biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Với tình yêu thương, nhân vật của chúng ta mang đến rất nhiều giá trị tích cực đến với cộng đồng. Và không biết ngày hôm nay chị sẽ mang đến khoảnh khắc nào trong cuộc đời của chị? Xin mời. Dạ, xin chào anh Vinh. Tôi đang nghĩ khoảnh khắc hiện tại mà tôi sẽ chia sẻ và mang đến cho chương trình. Đó là những cái công việc mà tôi đã vượt qua cái rào cản để có thể trở thành một người lãnh đạo và một nhà đào tạo. Để ngày hôm nay tôi có cơ hội chia sẻ với tất cả những người mà đến với cộng đồng của BeLove. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón chị Sa Sa Phan. Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời. Ở giờ phút này thì quý vị đang làm gì ạ? Trước khi quý vị có giấc ngủ thật ngon, quý vị sẽ có một câu chuyện thật ý nghĩa tại khoảnh khắc này. Chúng ta sẽ gặp chị Sa Sa Phan ạ. Chào chị. Dạ, chào anh Vinh. Dạ, xin chào khán giả của HTV và chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Tôi tên là Sa Sa Phan. Ở cái khoảnh khắc đầu tiên Vinh có nói về tình yêu thương, thì câu này chính là cái câu chị đã ghi. Với tình yêu thương và được ôm ấp bởi tình yêu thương, Sa Sa Phan mong đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Từ khi nhận biết sứ mệnh của mình, Vinh nghĩ là chị đã gửi rất nhiều thông điệp vào câu nói này ạ. Dạ, đúng vậy ạ. Cái quá trình mà dám thay đổi, ra quyết định, nó đã giúp cho Sa Sa nhận ra cái sứ mệnh của mình đối với bản thân, đối với gia đình và đối với cái cộng đồng của mình. Và thực sự biết ơn những thách thức, những cái khó khăn nó đi đến trong cuộc đời của mình, kể cả những cái rào cản mà mình không có thể nào kiểm soát được từ những người thân yêu của mình. Nhất họ chỉ muốn là mình được tốt thôi, nhưng mà cái suy nghĩ và cái quan điểm của mỗi người thì khác nhau, cho nên rằng là họ có rất là nhiều cái sự cản trở trong quá trình phát triển bản thân, phát triển cá nhân, để Sa Sa tới một ngày nhận ra được rằng là tình yêu thương là chìa khóa trong cuộc sống. Nếu như mà mọi người làm việc không bởi vì tình yêu thương, cũng không biết tình yêu thương công việc, không có biết tình yêu thương cuộc sống và bản thân nó đến từ đâu, thì rất là khó khăn để vượt qua những cái thách thức mà cuộc sống này nó vốn có. Thì nó từ khoảnh khắc nào ạ? Sa Sa là một người ở tỉnh, và cái thời khắc mà ra quyết định lên Thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, bởi vì cái giây phút đó Sa Sa nhận thức được rằng là nó mới thay đổi được cái nguyên cái cục diện, cái cuộc đời của mình. Và đi lên Thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó thì Sa Sa có 5 cái không mà ai cũng biết. Sa Sa thường chia sẻ trong những cái chương trình đào tạo của mình là mình không có nhiều mối quan hệ. Sa Sa thì cũng không có nhiều tiền, cũng không có nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, không có nhiều vốn liếng và cũng không có sự tự tin. Dạ, vào thời điểm mà ra quyết định lên Thành phố Hồ Chí Minh, một thứ không thể không có đó là niềm tin. Đúng rồi ạ. Niềm tin của Sa Sa lúc đó được dẫn dắt bởi cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà có một cái chìa khóa mà chị đã mở được, đó là chị quyết tâm không chỉ lên Thành phố Hồ Chí Minh, chị còn tiến một bước xa hơn nữa, đó là chị phải mở tầm mắt của mình ở một thế giới bên ngoài. Thật ra vào những năm 1985, 86, 87, lúc đó đi Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều rất là xa xỉ đối với Sa Sa. Dạ. Dạ. Sa Sa chỉ sắp xếp như thế nào để được đến Thành phố Hồ Chí Minh một ngày thôi á, và khi trở về thì cái niềm vui trong lòng nó tràn ngập lắm, là bởi vì hôm nay đã lên tới Thành phố Hồ Chí Minh rồi, hôm nay đã nhìn thấy những cái bức tranh về công việc, về con người khác với ở tỉnh nhiều quá. Dạ, thì lúc đó là một cái sự rất là khó khăn, cho nên là cái thời điểm mà ra quyết định thì Sa Sa không có một cái ý tưởng gì trong đầu ngoài cái việc phải bước ra khỏi cái nơi mà rất là an toàn của mình. Khi đó Sa Sa cũng là giáo viên dạy thêu, dạy may cho rất là nhiều học viên của mình ở tỉnh. Cái công việc kiếm sống hàng ngày nó cũng để cho Sa Sa một cái niềm vui rồi, nhưng mà Sa Sa cũng nhìn thấy xa hơn được nữa là nếu như mà mình không có thay đổi thì cuộc đời nó chỉ bao nhiêu đây thôi. Thì nó thôi thúc cái tấm lòng và cái quyết định của Sa Sa là đem cả gia đình của mình về Thành phố Hồ Chí Minh gần 20 năm nay ạ. Có một cái từ mà Vinh nhớ và Vinh cũng muốn nói với quý vị khán giả, đó là từ thay đổi. Rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi chúng ta rất là ngại thay đổi, bởi vì cuộc sống nếu mà thay đổi đôi khi nó làm xáo trộn nhiều thứ. Dạ đúng vậy ạ. Dám thay đổi ạ. Dám thay đổi để mà nó tốt lên hàng ngày, không phải ai cũng dám làm. Và đôi khi sự thay đổi không phải lúc nào cũng đi theo hướng mình muốn. Dạ đúng. Đúng không chị?
Đúng rồi ạ. Dạ, nhưng mà chị có nhắc đi nhắc lại là phải thay đổi. Anh Vinh nghĩ xem cái thời điểm đó tài chính khó khăn và rất là nhiều cái không đó trong cái việc mà quyết định của mình như vậy, thì cái dám thay đổi đầu tiên của Sasa đó, đó là dám quyết định đi ra nước ngoài để học những cái lớp về tâm lý cuộc sống và tâm lý bán hàng. Cái học phí lúc bây giờ rất là cao so với cái thu nhập của Sasa, nhưng mà khi ra cái quyết định như vậy thì Sasa vượt qua rất là nhiều cái rào cản từ phía gia đình, từ phía đồng nghiệp, rồi Sasa đóng cái học phí đó để được đến Singapore học những cái khóa học như thế. Và cái thời điểm đó nói tới phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống và có thể thấu hiểu hòa hợp với những người xung quanh mình đó, nó là một cái điều gì đó rất là xa lạ đối với người Việt Nam. Đó là cái góc nhìn của Sasa vào thời điểm đó, và Sasa đem toàn bộ cái kiến thức mình đã được học được á, đầu tiên là ứng dụng và trải nghiệm trong cuộc sống của mình, và rất là lên bờ xuống ruộng với những mối quan hệ gần gũi mình nhất, những cái người thân yêu mình nhất. Là bởi vì họ nói Sasa ở trên mây, tình yêu thương không thể nào đem vào kinh doanh được. Tình yêu thương và kinh doanh là hai cái điều mà nó đối nghịch nhau, bởi vì kinh doanh là bằng mọi giá, nhưng mà đối với quan điểm của Sasa thì tình yêu thương trong cái công việc làm của mình mỗi ngày đối với những mối quan hệ của mình lại là cái chìa khóa. Nếu như mà một người doanh nhân họ có rất là nhiều tiền, họ cũng có ở cơ ngơi, họ cũng có điều kiện rất là tốt, máy móc hiện đại đi nữa, nhưng mà vẫn là con người với con người. Cái mà Vinh muốn hỏi thêm chị chính là yếu tố đó đó, có là chị đã tiếp nhận được những cái giá trị mà chị đi học, nhưng bây giờ cái mà mình đầu tính cho đi với là quan trọng này. Mình đã tiếp nhận được rồi, nhưng mà cái cách thức mình cho đi cũng không phải đơn giản. Như chị chia sẻ ngay từ đầu, nó cũng có những cái rào cản và có những cái mà người ta còn chưa nhận biết được cái điều đó ở thời điểm đó nữa. Đặc biệt là trong văn hóa doanh nghiệp thì cứ kinh doanh thì người ta cứ nghĩ đầu tiên đến lợi nhuận và phải làm sao bán cho thật tốt cái mặt hàng của mình thôi. Chưa đặt hết cái tâm sức của mình vô, chưa đặt tình yêu thương. Và ngày hôm nay thì chúng ta nhắc đến câu chuyện đó nó thường ngày hơn rồi. Nhưng ở cái thời điểm của chị đó là một cái sự mới mẻ. Yeah, và chị đã kiên trì thế nào để mà từng ngày từng giờ đưa cái giá trị này vào trong những cái lớp mà chị đi giảng dạy hay chị nói chuyện? Dạ, rất là biết ơn câu hỏi của anh Vinh đã làm cho Sasa nhớ lại cái khoảnh khắc ứng dụng của mình đó. Dạ. Từ khóa là làm gương đó. Mình không thể nào đi giảng dạy cho mọi người về tình yêu thương hay là về những cái giá trị trong cuộc sống, trong bán hàng mà mình thì không phải là một tấm gương. Bởi vì cái thế giới này nó chỉ phản ánh chính cái bản thân của mình mà thôi. Vì vậy, làm gương là một cái điều mà vô cùng là quan trọng. Nên là may mắn Sasa học được những cái kiến thức từ cái ngành khoa học tâm thức. Và cái ngành khoa học tâm thức á, chỉ có rất ít, khoảng 1% con người trên thế giới này tiếp nhận nó thôi. Bởi vì nó đòi hỏi một cái sự hy sinh, một cái sự nỗ lực và một cái sự thấu hiểu rất là lớn của cái người ứng dụng nó. Và cái từ khóa làm gương nó đã đi vào trong cái gọi là vô thức của Sasa. Sasa nghĩ rằng nếu mình không làm được thì mình không có dạy người ta, mình không có chạm tới người khác được. Và làm gương bằng cách là Sasa ứng dụng nó mỗi ngày. Ví dụ ngày hôm nay Sasa có 5 mục tiêu. Sáng sớm là Sasa vào phòng đọc sách siêng năng, Sasa hoàn tất mục tiêu đó rồi. Một buổi nói chuyện rất là tuyệt vời tại phòng đọc sách siêng năng với tất cả các bạn để nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Cái mục tiêu thứ hai là đến phim trường để thực hiện chương trình khoảnh khắc cuộc đời. Vâng. Hoàn tất rồi. Buổi nói chuyện với Mr. Vinh rất là ấn tượng, rất là cảm động và rất là một khoảnh khắc cuộc đời. Vâng. Mà Sasa được cộng thêm. Rồi buổi chiều Sasa gặp đối tác của mình. Rồi buổi chiều nữa Sasa có một cái công việc kinh doanh tại công ty MDD và giải quyết một số vấn đề với các leader ở đó. Rồi buổi tối thì Sasa lại tiếp tục những cái khóa học của mình. Sasa luôn luôn không bao giờ ngừng học hỏi. Không học online thì học offline. Và tất cả những cái kiến thức mà cập nhật được, mà tất cả những người thành công trên thế giới họ ứng dụng đó, Sasa không có bỏ một cái chương trình nào cả. Và Sasa tin rằng nếu như mình ngừng học hỏi và mình không cập nhật những cái kiến thức mà những người thành công trên thế giới ứng dụng thì mình không có gì để trao đi hết. Đà. Và trong cái mấu chốt không phải là mình nói cái gì cho người khác nghe, bởi vì người lớn đó họ không phải đến với mình để học đâu, họ đến với mình á, hoặc họ ở trong bất kỳ một cái tổ chức nào, người lớn là thích đóng góp, người lớn thích thể hiện, người lớn thích chia sẻ. Dạ, vậy thì cái giá trị của mình có khiến cho những cái người lớn, những cái người mà họ đã thành đạt trong cuộc đời rồi, họ thành công trong kinh doanh của họ rồi và họ muốn chia sẻ những cái giá trị riêng biệt của họ, những giá trị mà chỉ duy họ mới có mà thôi cho cái cộng đồng không? Vậy thì mình mang một cái năng lượng cộng hưởng, không phải là họ đến với Sasa để họ học. Tất cả những cái điều mà Sasa chuẩn bị để nói với những cái học viên của mình á là có bên trong họ rồi, nhưng mà họ thì không có khám phá, không có lấy ra để sử dụng nó. Sasa chỉ là người hướng dẫn những cái điều tuyệt vời bên trong của một con người và họ đem cái đó ra sử dụng, và gọi cái đó là nội lực. Chúng ta sử dụng nội lực của bản thân mình để thành công
với những mối quan hệ, với công việc. Không phải là chúng ta chạy ra ngoài để hỏi ai đó, mà chúng ta sẽ phải hỏi tôi phải làm gì tiếp theo bây giờ. Cái sự việc này nó xảy ra như vậy, có cái bài học nào ở đây, có cái gì tốt ở đây. Và cứ luôn luôn độc thoại nội tâm với chính mình mỗi khi đứng trước những cái khó khăn, những cái thử thách, kể cả những cái rào cản luôn. Có cái điều gì tốt ở đây? Nếu như mà có một cái người họ nói rằng là cái công việc này không được đâu, không có khả thi, và rồi Sasa không làm sao? Nhờ Sasa thì không có chạy theo số đông. Sasa luôn nhận thức rất là rõ cái điều mà mình hướng đến, và Sasa luôn hỏi có cái điều gì tốt ở đây mà anh ấy nói với mình như vậy, cô ấy nói với mình như vậy, có cái điều gì có thể tốt ở đây mà mình có thể làm, có cái bài học nào ở đây mà mình có thể đi tiếp. Sasa luôn luôn độc thoại nội tâm như vậy trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, và Sasa có câu trả lời. Rõ ràng là chị đã tạo ra một cái bầu khí yêu thương. Vân rất là thích cái cách mà chị nói, tức là một ngày chúng ta thì có 24 tiếng giống nhau, thế thì chúng ta khởi đầu nó thế nào và chúng ta mang cái giá trị đi thế nào, và chúng ta kết thúc một ngày trong cái giá trị mà chúng ta muốn truyền ra. Và một cái thời gian như chị đã ngấm và chị đã ở trong mình rồi đó, thì lúc nào chị cũng muốn mang cái điều tươi mới và tích cực đến mọi người. Mặc dù là cuộc đời thì bao giờ cũng có khó khăn hết, nhưng cái mà mình muốn nó mới là quan trọng. Đầu tiên ta phải muốn đi ha, chứ bây giờ mà ta mang cái tâm thức của một người bực dọc khổ đau rồi đi hành học mọi người thì ta cũng là một cách. Nhưng mà rõ ràng là như chị nói, sáng sớm chị sẽ làm gì, chị có rất là nhiều cái tích cực đi trong ngày. Đó là những cái giá trị mà Vinh nghĩ là nó đã được khởi nguồn và nó đã được thấm sâu trong tâm hồn của chúng ta rồi, thì chúng ta mới có cái để cho đi, đúng không chị? Dạ đúng rồi. Và có một cái bí mật đó anh Vinh, đó là mọi thứ trong cuộc đời này xuất hiện hai lần. Dạ. Một lần trong tâm trí của mình và một lần là ngoài cuộc sống và công việc mà mình nhìn thấy. Vậy thì cái gì có trong đầu mới có trong tay. Dạ. Nếu mà chúng ta không có khả năng hình dung là chúng ta đã làm công việc đó hoàn tất rồi, công việc đó thật là tốt, khi đó là chúng ta mỉm cười như thế nào, những người xung quanh chúng ta mỉm cười và hạnh phúc như thế nào, thì cái việc nó xảy ra nó không có giống vậy. Nhưng mà tâm trí anh thử kết thúc một ngày mới với một cái công việc gì đó cụ thể mà anh thấy nó xong rồi, anh hoàn thành rồi, và bí mật là hoàn thành hơn là hoàn hảo. Thế là trong tâm trí của mình là đã hoàn thành cái đó rồi, tốt rồi, nó được rồi, mọi người đã cảm nhận được, mọi người đã thực hiện và có giá trị rồi, thì nó xảy ra y như vậy đó. Anh có tin không ạ? Rất tin. Khi mà nghe chị Sasa chia sẻ thì Vinh có nhớ là hồi nhỏ mẹ Vinh luôn nhắc Vinh một cái điều như vậy thôi, và Vinh thấy đến bây giờ đúng và rất đúng luôn. Có nghĩa là con làm bất cứ một việc gì cũng được nhưng phải có tâm, có nghĩa là mình phải để tâm vô cái đó. Và khi mình để tâm rồi, mình bán một món hàng, mình trao một câu nói, mình đi chia sẻ hay mình làm một hành động gì đó, khi mà có tâm á, cái giá trị nó rất là khác. Và mình không bao giờ muốn làm một cái gì sai trái với cái người đối diện mình, tại vì cái tâm của mình nó để vô đó mà. Và trong câu chuyện mà tình yêu thương của chị nói, thật ra mình không có cái tâm thì tình yêu thương mình trao đi nó cũng khó. Thật ra tình yêu thương là bên trong á, mình là bằng cách á mình khơi dậy cái tình yêu thương đã có bên trong mình. Yeah. Và cái tình yêu thương đó mình đem trang trải hết. Ví dụ có một người sai với mình đi, có một người làm tổn thương mình đi, thì biểu hiện của tình yêu thương không phải là ôm ấp người ta, không phải là cho người ta cái gì vật chất, không phải là nói cho người ta phải tin mình, mà biểu hiện của tình yêu thương á là cái sự tha thứ cho cái hành động của người đó vào cái thời điểm đó. Yeah. Sasa muốn chia sẻ với khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời rằng là hãy quay về với cái bên trong của mình để hỏi mình rằng á là tôi có sống bằng tình yêu thương hay không, đầy đủ cái tình yêu thương bên trong mình rồi á, mình đem ra mình xài. Vẫn rất là thích cái thông điệp mà chị có chia sẻ là làm cho người kinh doanh hiểu được giá trị con người mới là quan trọng hơn. Dạ, đúng rồi ạ. Đó là chìa khóa đó ạ. Vậy thì chúng ta đi học những cái tấm gương của những người thành công, của những cái tập đoàn lớn mà họ vươn ra thế giới, và họ có thể về Việt Nam để có thể giúp đỡ người Việt Nam có công ăn việc làm. Họ đã là tôn trọng, lắng nghe những cái giá trị rất là đơn giản giữa con người với con người. Chúng ta chỉ có là mong muốn người khác phải nghe lời tôi là lãnh đạo mà, tôi có quyền quyết định cuối cùng. Nhưng mà cái bí mật là lắng nghe thử coi cái người nhân viên của mình họ đang mong muốn cái điều gì, họ muốn chia sẻ cái gì với mình phải gọi là đồng hành với họ. Bây giờ thì người ta hay dùng một cái mệnh đề đó là lãnh đạo tỉnh thức. Tôi nói xem chị thấy có đúng không nhá. Suốt quá trình mà chị đang theo đuổi và những gì mà chị đang thể hiện đó, thì nó có hai cái từ mà chính là yêu thương và hạnh phúc. Anh Vinh rất là tuyệt vời, anh có một cái cảm nhận rất là nhạy bén về con người đó. Sasa có một cái khóa học tại Winter Nha Trang tổ chức vào tháng 11 2022, chủ đề của nó là lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc. Tới kết thúc khóa học, họ cảm thấy không còn thời gian nữa, rất là ít, họ cảm thấy một cái năng lượng tràn trề về cái việc mà sử dụng trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo. Bởi vì người lãnh đạo mà không có trí
thể cảm xúc á, có khả năng họ sẽ rất là rập khuôn. Kính thưa quý vị, người ta hay nói là chúng ta chia một cái gì đó thì tất cả đều nhỏ đi ạ. Nhưng có một thứ chia ra thì giá trị sẽ nhân lên, chính là tình yêu thương ạ. Nếu quý vị biết chia tình yêu thương thì giá trị đó chỉ có nhân lên thôi ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tiếc là thời gian không đủ để chúng ta đi xa hơn nữa, nhưng mà Vinh nghĩ là nhiêu đó cũng là những giá trị rất là chân quý rồi. Chúc chị sức khỏe và niềm tin mãnh liệt vào những việc chị đang làm ạ. Rất là biết ơn chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời, rất là biết ơn Mr. Vinh. Gửi lời biết ơn đến chị vì đã hiện diện tại nơi đây. Thưa chị Sasa, Khoảnh Khắc Cuộc Đời năm thứ tư thì có một điều đặc biệt là khi đã chia sẻ rất là nhiều rồi thì đứng ở khoảnh khắc cuối á, nhân vật vẫn có một cảm xúc đặc biệt để chia sẻ với một đối tượng mà mình muốn nói nhất. Thứ nhất, nói về chính bản thân mình. Thứ hai là nói về gia đình của mình. Thứ ba là nói về cộng đồng. Bây giờ chị Sasa sẽ đưa tay về phía trước để chạm vô nguồn mặt cảm xúc đó. Rất là tò mò, không biết là chị sẽ chia sẻ ở khoảnh khắc này cảm xúc gì ạ? Sasa muốn nói lời biết ơn với người thân yêu nhất bên cạnh mình, đó là ông xã của mình. Anh ấy rất là hợp tác với Sasa, hai vợ chồng rất là cùng quan điểm với nhau để có thể trao đi giá trị ạ. Và cái thứ hai là Sasa muốn nói với cả cái cộng đồng, hãy dám ra quyết định, hãy dám thay đổi và đón nhận những thay đổi như một món quà. À, cuộc sống thì có muôn vàn điều, có khi nó thử thách chúng ta đến tận cùng luôn. Nhưng mà khoảnh khắc cuộc đời thì luôn luôn muốn mang lại những giá trị yêu thương và hạnh phúc. Bởi chúng ta có hành động, chúng ta có thay đổi, chúng ta dám cho đi thì chúng ta sẽ nhận lại được. Biết rằng cuộc sống là bể khổ, nhưng điều hạnh phúc cũng đến từ trong tâm của chúng ta. Và chúng ta có quyết tâm để tìm điều đó không ạ? À? Và chị Sasa đã cho chúng ta những trải nghiệm, những gì mà chị đã bước ra khỏi cái vùng mà chị gọi là an toàn để chị thay đổi, để chị tìm ra cái giá trị và chị trao đi. Và khoảnh khắc này, cảm ơn chị đã đồng hành với chúng tôi trong khoảnh khắc này. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất rất là nhiều vì đã yêu thương khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ, chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.